Xin kính chào quý thầy cô. Trong video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý thầy cô cách tạo một cái nút điểm danh trong Google Meet để tiện cho việc điểm danh học sinh trong quá trình giảng dạy bằng Google Meet, để chúng ta có thể nắm được cái độ chuyên cần của học sinh. Thì quý thầy cô thấy đây là cái màn hình chính của Google Meet. Mình thấy là nó không có cái nút gì đó để điểm danh, không có lệnh hình điểm danh. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô tạo một cái nút điểm danh ở ngay cái chỗ này. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước đầu tiên quý thầy cô sẽ vào Google và mình tìm đến cái trang là Chrome Store. Mình sẽ thêm một cái tiện ích vào Google Chrome. Tiện ích đó có tên là Google Meet Attendant. Đây là cái tiện ích mà chúng ta đang tìm này. Chúng ta sẽ nhấp vào cái tiện ích này và mình sẽ nhấp vào cái nút là thêm vào Chrome. Chọn thêm tiện ích. Mình đợi chút xíu, tiện ích này nó thêm vào rất là nhanh. Như vậy là chúng ta thấy là cái tiện ích đã được thêm vào. Ở đây mình có thể thấy nó nằm đây. Mình có thể dán lên đây để biết là cái tiện ích mình đã được cài đặt. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái màn hình của Google Meet. Thì con sẽ refresh lên cả. Như vậy là bây giờ quý thầy cô thấy là nó đã hiện cái nút để chúng ta điểm danh có tên là Track Attendance. Như vậy là coi như là mình đã tạo nút thành công. Và bây giờ mình sử dụng cái nút điểm danh này như thế nào? Thì khi học sinh đã vào học, khi đến giờ thì dạy, thì quý thầy cô sẽ nhấp vào cái nút màu đỏ này, Track Attendance này, để cho nó chuyển sang màu xanh. Điều đó có nghĩa là cái việc điểm danh đã được tiến hành. Thì quý thầy cô cứ dạy bình thường, cứ trình chiếu, cứ thảo luận bình thường cho đến cuối giờ, thì chúng ta sẽ click vào cái nút này một lần nữa, thì nó sẽ xin cho mình một cái báo cáo. Bây giờ ví dụ như là mình đã dạy xong hết tiết rồi con, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là click vào cái nút điểm danh này để mình sẽ xem báo cáo học sinh tham gia như thế nào. Như vậy là chúng ta đã có được một cái báo cáo. Đây là có tên cái mã của cuộc họp của mình. Ngày giờ, thời gian. Chúng ta sẽ nhấp vào đây để xem báo cáo. Đây, quý thầy cô thấy là cái số lượng học sinh, tên, rồi cái tham gia, cái độ dài mấy em tham gia học, và đây là cái phần trăm. Thì nhìn vào đây mình thấy là em nào tham gia đầy đủ buổi học, em nào tham gia 50%, em nào tham gia 20%, vân vân. Rồi ở đây chúng ta có thể dùng cái điều kiện để lọc. Ví dụ đây mình muốn tìm là những em nào học dưới 65%, chúng ta apply, nó sẽ highlight lên cho mình. Đây, em này có 50%, vậy là em này sẽ được hiện rõ lên, highlight lên. Ví dụ như là những em nào mà dưới 40%, đây không có em nào hết,
lý do là tất cả đều trên 50%. Ngoài ra chúng ta có thể nhấp vào đây để search, để tìm một cái em nào cụ thể. Ví dụ cái có trong lớp mình có em là nó chuyên gia, nó làm thợ lặn. Bây giờ mình kiểm tra cái em này hôm nay có học hay không. Ví dụ tên là An và em này có học, em hôm nay có học. Rồi em này tên là Diễm, tôi có học không? Có luôn. À, vậy là Educator có thể sử dụng cái báo cáo này để biết được tình hình tham gia học tập của học sinh, để chúng ta có cái biện pháp phù hợp. Ngoài ra chúng ta có thể click vào đây để download cái báo cáo này về để lưu lại. Trên đây tôi mới vừa chia sẻ với thầy cô cái cách tạo một cái nút để điểm danh học sinh trong quá trình giảng dạy bằng Google Meet. Hy vọng sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong công việc giảng dạy của mình. Rất cảm ơn quý thầy cô đã chú ý xem video. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.